Con phố lạnh lẽo vì vắng một thứ anh thường gọi là em. Đếm con số đồng hồ 12 giờ rưỡi bây giờ đã là đêm. Hơi thở chăn trở nhắc nhở cơn mơ bơ vơ anh vẫn còn trong. Chờ than thở một đời gian dở cơn đau cởi mở bằng cả sự tôn. Thở em ở đằng trước đây thôi. Cách bàn tay anh chừng vài bước nhưng bất lực ngậm đắng khóe môi. Vì đâu phải em của những ngày trước. Vậy em là ai? Anh không hỏi, em không nói. Cả hai cứ lặng im chỉ trao cho nhau một vài ánh mắt chất chứa một chút kỷ niệm lắng chìm. Anh không cố tìm lại những cảm giác khai thác nỗi buồn anh giấu trong tim. Đâu chỉ vô tình trong sự vô thức anh lại kém mất ký ức làm em đau. Lộn khô đi giọt nước mắt em, hãy mỉm cười và sống tốt. Còn anh chỉ mượn quá khứ đánh lừa bản thân rằng mình còn sống sót. Gọt em dặm một nồi mạnh tim tổn thương nơi phần chưa đầy cảm xúc. Một phút yêu lòng anh ép bản thân phải viết lên đây những dòng cảm mút buồn cười. Nửa cuộc đời anh dành tìm kiếm ai, kết quả cuối cùng nửa đời còn lại anh sống với một trái tim và tiếng tay. Và đừng nhìn lại nếu như quá khứ chẳng phải bình yên. Anh xin em đừng nhìn lại khi mà cả hai đã đứt tình duyên. Anh nói em đừng nhìn lại nếu không muốn thấy anh ở nơi đó. Mà em ơi đừng nhìn lại đối diện với em là điều gì khó quá. Rất khó diễn tả thái độ khi tái ngộ trong cảnh quay lưng. Vậy nên em không cần phải đại ngộ. Anh bằng biểu lộ đứng thẳng hai chân rồi quay đầu lại nhìn về phía anh một cách như nửa vời. Anh khuyên em đừng nhìn lại bằng sự thương hại khi anh còn chơi vơi. Và em đi lúc nào không hay, em đâu rồi anh không thấy. Trong lúc đi có nhìn phía anh vì thật không mong là em trông thấy. Cạnh anh ngồi với mây với gió và nói gì đó theo cách riêng anh. Em rất giỏi và chuyên nhiều thứ nhưng thứ tệ nhất lại không chuyên anh. Em không hiểu anh đang nghĩ gì cả, chỉ biết mặc cả với anh thôi. Em còn chẳng thể hiểu lý do tại sao anh gọi bài nhạc là anh tối. Em bảo nội tâm anh sâu xa, anh viết những thứ em không hiểu. Em lại nói em đi, anh vẫn hạnh phúc vì người yêu anh là không thiếu. Vậy em làm rồi. Cảm giác với anh không phải là món hàng. Nếu như tùy ý chọn đại một người thì lấy cớ gì bài nhạc này còn vang hả? Nhưng mà anh còn thắc mắc thần sắc của em. Nếu đã đi sao còn nhìn lại ánh mắt ám ảnh anh mỗi nửa đêm. Là sự hối tiếc sao? Anh nghĩ phần nhiều là em đang thương cảm. Vì nếu không vậy khi quay nhìn lại thì anh và em sẽ trở nên thương vạn. Chẳng ai muốn vậy cả. Nên là phải cố để đóng cho hết vai. Phòng khi con ngày vô tình gặp lại đối diện với nhau sẽ không còn em đấy. Đừng nhìn lại nếu như quá khứ chẳng phải bình yên. Anh xin em đừng nhìn lại khi mà cả hai đã đứt tình duyên. Anh nói em đừng nhìn lại nếu không muốn thấy anh ở nơi đó. Mà em ơi đừng nhìn lại đối diện với em là điều gì khó quá. Rất khó diễn tả thái độ khi tái ngộ trong cảnh quay lưng. Vậy nên em không cần phải đại ngộ. Anh bằng biểu lộ đứng thẳng hai chân rồi quay đầu lại nhìn về phía anh một cách như nửa vời. Anh khuyên em đừng nhìn lại bằng sự thương hại khi anh còn chơi vơi. Và production.